Đây là tài liệu anh cần. Em cũng giữ lời đó. Ngoài cái bản gốc này ra, em còn bao nhiêu bản sau nữa? Anh nghĩ em muốn truy cùng đuổi tận anh tới vậy sao? Đó không phải là việc làm của em sao? Tại sao em muốn anh giết thằng Đăng? Nó là đứa con ngoan của anh Tài với Hương. Tuy anh Tài là anh kết nghĩa của em, nhưng thằng Đăng nó càng lúc càng quá đáng, đòi hỏi đủ thứ. Nhất là nó muốn làm lộ bí mật của em, nên em muốn xử nó thôi. Em nói với anh rồi, anh quên à? Thật vậy hả? Không chỉ một mình tôi, mà anh Tài và Ái Phương cũng biết chuyện này. Tôi sợ Phương nói với Phi Long về cái thai, nó là con của ảnh, nên tôi đành nói cho Phương biết hết sự thật. Đó mới chính là con của anh đó Kim Long à. Ai ngờ sự che giấu của tôi đã dẫn đến bi kịch này. Trời ơi, cha giết con. Tôi sẽ giết em. Tính ra tay với em hả? Em đâu có đến đây một mình, anh biết mà. Em sẽ không để chuyện của chú Tư xảy ra một lần nữa. Chỉ cần anh manh động thì anh không có đường rời khỏi đây đâu. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời có gian khó thăng trầm, ta vươn cao.